không không có không bọn Hà thì đang là gì đang là ship nó mới bọn là hạn chế không dám làm thế. Phòng đấy xong lại thay đổi hết như này. Không có cái đi tem nào này. Nó phải có tem nào mới xong thế. Không nó làm gì đấy. Con này ship 29/12. Con này về nha. ThinkPad P15 Gen 2 anh khách đặt trong Tết. Đây, anh em vừa xem thấy cái bung thùng này được xong này hãng người ta đóng gói kiểu mới. Như anh vừa chia sẻ đấy, anh chuyên dùng hàng hiệu anh chia sẻ Adidas trong này người ta đóng kiểu giá như thế, hạn chế ni lông và những cái có thể liên quan đến môi trường. Anh phải cắm sạc vào. Nó vẫn còn pin nhưng mà dòng máy mới là phải kích. Máy mới mà bật cái lên luôn thì không phải đâu. Anh cắm điện mà anh bật cái anh rút sạc ra vẫn lên bình thường. Thế là nó kích điện. Đấy. Thế sau này liên quan đến an toàn cháy nổ, nhất là từ đợt Apple đấy sau là các hãng người ta rút kinh nghiệm, người ta làm kiểu này rất là hay, an toàn. Cổng C gần như là đủ hết các cổng, cả mới cả cũ. Cái này đều vào trong có hơi là dễ. Mật khẩu vẫn để rộng, mình vào trong cái giao diện nó đầy đủ, mình khai báo nó thế sao? Vâng. Đây rồi, đây là cái anh ta accept và qua hết. Vâng, accept. Mình vào trong mình cấu hình, mình khai báo nó. Anh tiền biết không phải bây giờ chưa chuyển. Hôm nay là màn 15.6 inch, nó cắt rời. 13 mình muốn quen, dùng lại con 15.6 to thật. Thế này anh để một chỗ, mình anh dịch chuyển mô tô thì cũng ngại cho quảng lên xe. Có con này thì dùng cố định. Đấy, cố định thì là... Cố định thì mới mua con nặng này. Vâng, nên là hợp lý rồi. Như em hay dịch chuyển, em dùng 2 chiếc. Đi đâu thì em cầm con X1 đi nếu mà cần thiết. Đấy là cái hay đem theo. Một chỗ em vẫn để con Legend cậy. 15.6 mọi thứ nó nhìn nó thoải mái.